Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được đồng hành với các bạn trong một video tiếp theo. Chúng hình của chú anh chị bạn, đây là những ảnh của khu đô thị An Viên, quý vị. Một khu đô thị yên tĩnh, nằm ở một cái góc vịnh biển của Nha Trang, cuối của con đường Trần Phú, bên cạnh của Vinpearl. Em đang đi qua hướng này của khu đô thị An Viên, đó là khu vực của gần với cái khách sạn Orbit. Mé bên này là nó giáp với khu tái định cư S1 của phường Vĩnh Trường ấy. Verano. Ở khu vực bên này cũng có nhiều những cái hotel lắm mình. Trước là khách Nga, họ ở đây đông lắm. Khu vực dưới này là chuyên dành cho khách Nga. Khu đô thị An Viên, một địa điểm nghỉ dưỡng. Đây là con đường 2D, 2E. Đây là những cái căn biệt thự sát mé biển rất là đẹp luôn các bạn. Đó, anh người Tây kia ảnh đang tập xà đơn. Xà đơn xà kép kìa. Cực ngực nở là đã không? Quá đẹp. Chạy dọc đây là những cái villa vậy. Sát bên mé biển luôn nè. Trước mình quý vị là biển. Ngay chỗ này là gọi là sông Cửa Bé nè quý vị. Ngay chỗ này là cái cửa sông. Căn villa biệt thự dọc đoạn này sát bên mé biển nữa, rất là mát mẻ yên tĩnh. Khu vực này, khu đô thị An Viên là một cái địa điểm nghỉ dưỡng khá là lý tưởng. Nghe nói dự kiến tương lai sẽ xây dựng một cái cầu bắc qua biển kết nối với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành đó vị. Thì khu vực này sẽ của khu đô thị An Viên nó sẽ rất là nhộn nhịp. Tại hiện tại thì ở khu vực này thì nó là tách biệt luôn á, nó là cái cuối của con đường Trần Phú, ngay góc luôn á, nó nằm ngay góc của đường Trần Phú luôn. Và đi vào đây thì nó không có ngõ thông vị, nó không có con đường nào thông ra cả. Vào đây giống như là một cái góc cuối cùng rồi. Trước hình quý vị, đây là cái khách sạn Orbit nè. Khách sạn này cũng khá là đẹp quý vị. Khách sạn này lúc trước cũng chuyên dành cho khách Nga nha. Có hồ bơi rồi. Nằm vị trí của số đường số 1A. Đây là em đang đi trên con đường 2D. Dọc trên đường 2D này là cũng những cái villa biệt thự.
người dân họ xây ở rồi họ dành để mà kinh doanh, hoặc là các cái quán cà phê rồi. Mùa hè hoa phượng nó đẹp vậy, ở chỗ này có một cây hoa phượng nổ rất là đẹp luôn. Cho thuê căn hộ nè. Wow, chỗ này cây phượng nó nở hoa đẹp ghê luôn này. Rực rỡ luôn á, nở hết luôn nè. Màu đỏ rực luôn. Còn này có những cái căn villa nè. Wow, phượng nở hoa đẹp quá đẹp. Trời nắng như thế này nhưng mà gió nó mát lắm nha quý vị. Ở đây gần biển nên gió mát lắm, chứ không có nóng nảy đâu. Mát mẻ. Cây hoa phượng này gốc cũng lớn rồi, nửa hoa hết trơn luôn, đang ra lá non này, đẹp quá luôn. Đây, chỗ này hình như là một cái công ty. Villa biệt thự nhiều lắm luôn rồi, đó không? Wow, ra đây là cái vị trí cửa biển này các bạn. Rất mát, gió rất là mát luôn. Đoạn này thì nó có một cái khu vực bãi tắm. Nó giống như là bãi tắm nhân tạo vậy. Họ đưa cho nước nó vào bên trong đây. Quá là mát. Chỗ này là cái cửa biển nè. Quý vị có thể thấy từ xa là cái những chiếc tàu đưa khách đi các cái tour đảo này. Đảo Hòn Tầm, đảo Hòn Miếu. Bên kia là Hòn Miếu nè quý vị, nó rất là gần luôn này nha. Du lịch các tour đảo bên đó. Cano với đi tàu thuyền bình thường. Ngay chỗ kia là có một cái nhà hàng hay sao? Rất là đông du khách đang nghỉ ngơi ở đó. Chỗ này là cửa biển nè, chạy thẳng qua mé bên kia là thuộc khu vực của Hòn Rớ, cảng Hòn Rớ. Qua khỏi góc cua này là cảng Vĩnh Trường.
đứng ở đây gió mát lắm vị, trời nắng đẹp nhưng mà gió lại mát, mát lạnh lạnh đã lắm. Nơi thư giãn tuyệt vời luôn á. Quay sẵn cano hoạt động liên tục luôn nè, để đưa đón khách du lịch. Chỗ này là một cái bãi tắm đây quý vị. Đây là khách khách Tây họ đang tắm ở khu vực này. Nó giống như một cái bãi cát nhân tạo vậy. Cái bãi đá này nó có mấy con hà này, quá trời. Lúc này nhìn thấy được máy bay nè, máy bay đang bay vào trời vậy. Là thiên nhiên ban tặng cho Nha Trang những cái hòn đảo và một thành một cái khu vực biển rất là đẹp. Ở kia đi mấy cái tàu kia nó chậm, đỡ say hơn, còn đi cano chạy nhanh lắm rồi. Đứng đây gió mát quá, yên tĩnh quá, nghe tiếng sóng vỗ nữa chứ, không muốn đi luôn rồi. Cái này mình có thể thấy được bên kia là đảo Hồng Miễu nè mình.
này có một cái hồ nước nhân tạo nữa, cái giống như một cái bãi biển nhân tạo nè, đưa nước từ ngoài biển vô ngay chỗ cái khu vực đây, rồi tạo một cái bờ cát kia để cho du khách nghỉ dưỡng ở khu vực An Viên này ra đây tắm biển. Lúc trước khu vực này là nơi đóng đô của khách Nga. Khu An Viên này là gọi là khu dành cho khách Nga rồi. Và cái bãi biển này cũng dành cho khách Nga là chủ yếu, khách Nga đông lắm. Trước thời điểm dịch đó. Và các khách sạn ở trong khu An Viên này cũng đón được lượng khách Nga khá là lớn luôn. Đây là con đường 1G. Đây, trên con đường 1G này nó cũng có một cái quán cà phê vậy. Nằm bên phía tay trái của chú Bình Loạn này. Đó, ở đây là khu nghỉ dưỡng quá là lý tưởng luôn, quá là mát mẻ luôn. Đây là những cái cây dừa lớn rồi, bóng rất là mát. Nhưng mà mấy cái trái dừa này có vẻ cẩn thận ngoài chỗ mùa nó già rồi đó. Đứng gần đây cẩn thận không nó rớt. Cho dừa đây không có ai chăm sóc sao. Rớt u đầu, cái này rớt nè. Dừa khô rớt quá trời nè. Hai ba trái luôn nè. Đứng đây cẩn thận, u đầu. Chỗ này là một cái quán cà phê cũng như là cái khu vui chơi dành cho trẻ em hay sao. Đó, quán cà phê này chiêu cũng đẹp nè. Có trên lầu nữa, rất là mát. Có hồ nước ở phía trước, yên tĩnh lắm. Thì Amemio nằm ngay góc của đường 1G, một khu đô thị An Viên. Chỗ này có bán nhà liên hệ cả, căn villa. Những ai thích những nơi mà yên tĩnh thì ở khu vực này, chứ còn ở đây thì nó cũng buồn lắm em quý vị. Ở khu vực đây mà gọi là dành cho các bác đồ lớn tuổi á thì xuống đây nghỉ dưỡng được, yên tĩnh và mát mẻ. Chứ còn giới trẻ xuống ai sợ ở chịu không nổi đâu, ở được thời gian chắc chịu không nổi. Ban ngày mà nó cũng buồn như thế này, ban đêm là càng buồn hơn nữa. Và em thấy những căn nhà ở đây một số thì cũng có người ở, một số thì họ làm công ty, rồi một số thì hình như là họ cho khách Nga thuê.
những cái căn villa biệt thự rất là đẹp. Đa số là do cho khách họ thuê. Ở đây có vẻ hơi buồn nha quý vị. Công ty đều họ đặt ở dưới đây. Mắc quá. Con xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhé. Xin cảm ơn, chào quý vị các bạn.